Nhà đất Đi Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà, Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadatdihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ đặc biệt gửi đến cô bác anh chị chúng ta một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4,5m, độ sâu vào 14m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Tọa lạc trên trục đường hẻm một trục một sẹt của trục đường Hà Huy Giáp, ngay trường Cao đẳng Điện lực thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phố ngang 4,5m, sâu vào 14m, đường rộng 12m thông. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, cách mặt tiền đường chính đường Hà Huy Giáp khoảng tầm 50m thôi nha quý vị. Sau lưng căn mặt tiền, một căn nhà phố rất đẹp, rất sang, tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, sân sau, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, tặng kèm full nội thất tiền tỷ khi mua. Giá bán chỉ hơn 5 tỷ, một căn nhà quá đẹp, hướng Tây Bắc, và chúng ta ra mặt tiền mặt chính để tham quan mặt tiền cũng như là căn nhà bên ngoài nhé. Và đây chúng ta sẽ cùng em Hùng tham quan mặt tiền mặt chính căn nhà, ngang 4,5m, độ sâu vào 14m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, hướng Tây Bắc, vị trí đẹp, đắc địa, đường thông 12m, xe hơi, ngay sát bên trường Cao đẳng Điện lực, căn nhà phố hiện đại, sang trọng, đẳng cấp, tặng kèm full nội thất bên trong với giá bán chỉ hơn 5 tỷ. Đường trước nhà thì rộng lên tới 12m này, sát bên có trường học nha quý vị. Đường này thì đường thông xe hơi, xe tải vào thoải mái và dễ dàng, thuận tiện ở một phòng công ty và cho thuê. Khu này thì ngay sau lưng cái trường học. Đường này thì quý vị kinh doanh bán đa ngành nghề nhé. Đường rất là rộng, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê. Và căn nhà ngày hôm nay chúng ta đây, căn nhà phố hiện đại ngang 4,5m, sâu vào 14m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, kèm full nội thất bên trong. Nhà có vỉa hè bên ngoài này, hai lớp cửa sát nhau, một lớp cửa nhôm và một lớp cửa sắt. Bên trong đây là nhà đậu xe hơi và xe máy. Khu vực này thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, có đổ bê tông ốp gạch 80 bên dưới. Hai bên tường có sơn màu trắng, có đèn led, đèn chiếu sáng, dưới nền thì ốp gạch 80 và làm rất là đẹp. Di chuyển vào trong giữa nhà thì quý vị sẽ có cầu thang bộ, khu vực tủ giày dép và những ánh đèn led rất là lung linh trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Phía sau nhà là không gian phòng khách có sofa, tủ kệ, tivi, những bức tường được ốp nhựa và bên trên thì có đèn trần, đèn led rất là lung linh, kết hợp với giếng trời sân sau. Ở phía giếng trời sân sau thì có lavabo rửa mặt và có phòng vệ sinh ở cuối. Chủ nhà đang làm sẵn này, chờ hoàn công xong thì chúng ta sẽ làm cái phòng vệ sinh ở cuối đây nhé. Và phía sau là khu vực lấn ngược này, nhà này xây theo mẫu lấn ngược nha quý vị. Ở quận 12 xây theo mẫu lấn ngược rất đẹp, rất sang. Khu vực lấn ngược phía sau thì chủ nhà có ốp nhựa này, có đèn led này, đèn trần này, sofa, tủ kệ, tivi, màn hình tivi. Và chúng ta đang đến với không gian lấn ngược phía sau căn nhà, và trên tầng lấn ngược sẽ là không gian phòng bếp. Khu vực cầu thang đây đi lên thì có đèn led chiếu sáng kết hợp với tay vịn gục đỏ, lan can, kính cường lực. Đi lên sẽ là không gian phòng bếp trên lửng nha quý vị. Giá bán chủ nhà đang chào bán ra là 5 tỷ 850 triệu đồng, còn thương lượng nhẹ thôi nhá. Có nhiều khách hàng trả 5 tỷ 650 rồi mà chủ nhà chưa bán nha quý vị. Nên là quý vị nào có nhu cầu tìm mua căn nhà này thì có thể trả giá cao hơn 5 tỷ 650 thì hãy đến với căn nhà này. Chủ nhà đang ra bán là 5 tỷ 850 nha quý vị. Và bớt ít thôi, bớt lộc thôi. Không gian bếp thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp trên dưới này, rồi bếp âm, máy hút mùi, máy rửa chén bát, giá kệ đến bát, cửa sổ ra mặt tiền chính, tủ lạnh hai cửa LG kết hợp với tủ bếp trên dưới đóng rất là đẹp, tủ rượu rộng đóng phun trần, bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Hôm nay thì Hùng quay vào buổi chiều thì hơi chói nha quý vị. Nhà mẫu lấn ngược mới nhất năm 2024, trên trục đường Hà Huy Giáp, sát bên trường Cao đẳng Điện lực thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và di chuyển đây thì chúng ta sẽ đến với không gian kiến trúc các phòng ngủ. Phòng ngủ thì chủ nhà tặng kèm full nội thất. Chúng ta sẽ có giường ngủ, chăn ga, gối đệm, máy lạnh, bàn trang điểm, tủ áo. Đây là không gian phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ với tủ kệ, tivi, giường ngủ, chăn ga, gối đệm, tủ áo, cửa sổ và cửa ra mặt hành chính kết hợp với ban công. Dưới sàn thì ốp gạch 60 màu sáng. Và ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Còn phía sau đây thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 2, phòng phía sau này. Đây là không gian phòng phía sau ở căn nhà. Phòng phía sau thì có cửa sổ ra khu vực sân sau, có giường ngủ 2m, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, khu vực gắn máy lạnh và có luôn vệ sinh trong. Phòng tương đối rộng nhá, nhà mình có bề ngang 4,5m nên là cách bố trí phòng cũng như là bố trí phòng vệ sinh bên trong rất là rộng rãi và thoải mái. Đây là phòng vệ sinh này. Một căn nhà phố rất tuyệt vời nhá. Giá bán đang chào ra là 5 tỷ 850 triệu đồng, còn thương lượng. Hướng Tây Bắc, vị trí đẹp, một trục một sẹt đường Hà Huy Giáp, ngay trường Cao đẳng Điện lực, cách Gò Vấp 5 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm
30 phút đi xe máy nha mọi người. Đây là không gian phòng số 3. Phòng này thì cũng đầy đủ nội thất và có giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ kệ tivi. Cửa sổ ra mặt tiền chính ra ban công và có luôn vệ sinh trong. Ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Và qua phía sau thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian phòng số 4 này. Phòng số 4 thì chủ nhà chưa đóng nội thất nhá. Đây, đang để trống này quý vị. Cũng có cửa sổ ra khu vực sân sau. Căn nhà rất thoáng, rất mát luôn. Và giá bán thì tương đối rẻ và hợp lý. Ngay sau trường học, vị trí đẹp, đắc địa, đường thông xe hơi lên tới 12m. Chủ nhà đang cần bán gấp với giá rẻ 5 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng nhẹ. Ngang 4m rưỡi, độ sâu vào 14m. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và lên trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng thờ. Sân thượng sau có phòng sông hơi, có bồn tắm nằm và có không gian vệ sinh cũng như khu vực giặt đồ phơi đồ. Khu vực sân thượng sau thì quý vị sẽ có khu vực giặt đồ phơi đồ này, một không gian phòng vệ sinh nhân đây với bồn tắm nằm, vòi tắm hoa sen, phòng sông hơi khô đá nóng. Và sân thượng sau được chủ nhà làm khá là đẹp và ốp gạch lên cao phun tường nhé. Đây là mẫu nhà lấn ngược mới nhất năm 2024 trên địa bàn quận 12. Và đây là không gian phòng thờ này quý vị. Phòng thờ chủ nhà làm rất là rộng này. Ta đang đến với không gian phòng thờ này. Và ngoài đây là không gian sân thượng trước. Khu vực sân thượng trước thì có trồng cây xanh. Trước nhà mình thì có view biệt thự này quý vị. Đường thông xe hơi, ngang 4m rưỡi, sâu vào 14m, hướng Tây Bắc. Giá bán 5 tỷ 850 triệu đồng còn bớt nhẹ cho quý vị thiện chí mua. Quý vị có chú quan tâm căn này alo cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.